Dâu 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 và con sâu, chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng em Minzy trong series bình luận PK League Server. Và đây là Huy Bù đến từ server Quy Quy, chúng ta đang ở trong chế độ Smart anh em nhé. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta mới mua sau 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình hãy like và subscribe kênh Đờ Mờ YouTube để theo dõi thông tin mới nhất như sự hiện diện của Smart dâu hay là cheat gì ạ 15 sẽ xuất hiện ở server GAV trong cuối tháng này, thì anh em sẽ biết ngay mà thôi đúng không? Rất nhiều thông tin được update trên kênh Đờ Mờ YouTube, đừng bỏ lỡ anh em nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cũng không thể bỏ lỡ điều tuyệt vời hơn nữa, đó chính là C bình luận PK League Server của em Minzy gì Kasumi Leo dị Init và Cooler. Không biết lựa chọn này có chính xác hay không. Wow, Yorizi, cá phẩy, Robert, mẹ, tất cả ở bên kia. Nhưng điều đó để làm gì? Tôi hỏi điều đó để làm gì? Gấu, rắn, hổ, hổ đâu nhỉ? Đây hổ đấy các bạn. Đánh cái bài tứ hồn này nghe vẻ không ăn thua lắm. Init mang vào nhịp này vẫn hợp lý. Hút nổ thôi, nghe chừng căng thẳng quá nhỉ. Chứ gì là hút nổ nghe vẻ căng thẳng quá nhỉ. Chứ gì nó đánh mẹ mình nhuyết nhuyết rồi. Ôi dồi ôi, không sai lần được ai. Ôi dồi ôi, đúng là mẹ thằng ăn hại. Ôi báo cô rồi, game này thắng được thì nó gọi là kỳ tích kìa. Báo cô ăn hại kìa. Mẹ mày bây giờ mày còn tông xịt nữa, hồn mày luôn đấy. Mẹ thằng báo cô này hơi nặng này nhỉ. Báo cô này nghe có vẻ nặng. Báo cô nghe có vẻ nặng lắm anh em ạ. Thôi hỏng rồi. Nhầm nhọt sang trồng trọt thế lại. Thế chứ lại. Nhầm rồi. Nhầm rồi. Robert vào. Đó, thế nhỉ. Ôi giời. Thịt đòn quá. Nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì. Mẹ thằng Google nó cướp đi cơ hội của mình và chính nó cũng tạo ra cơ hội cho mình à. Tình yêu có thể đến rồi đi. Mẹ đi giật phát chết con Kyo không vậy? Thề luôn ạ. Cuộc sống đau lương trước điều gì? Tình yêu có thể đến rồi đi. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la. Chiêu chiêu quýt tôi anh em ơi, đúng là cuộc sống đâu lường trước điều gì. Kẻ muốn tạo highlight lại thành highlight cho kẻ khác. Hỏng rồi. Cùng đến điều đó tiếp theo là nhà bài. Game đấu tiếp theo Arsenal server 699 Okio Tachibana Okio. Rất tiếc mình chia tay nhau rồi, phải không anh ơi? Ôi 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 ôi. Ấy à, mẹ cặp đôi bố con cơ à. Cặp đôi bố con cơ à. Wow, mẹ nó bố con lại còn láo ngô. Mình chia tay rồi, phải không em ơi? Ôi 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 ôi. Dù con tim anh còn muốn nói lời yêu. Mình định cho chi vào nhưng mà nghĩ lại nó có Kyo dán bãi cả cứt. Nó sẽ cho cặp bố con ở. Mẹ thằng này lại đánh kiểu mông lung đi nhỉ. Không bố con cũng không long hồ. Mẹ thằng này đánh mẹ mày không cho người ta biết được phương hướng là cái gì à. Dạo này nghe có vẻ mẹ mày không bắt bài đối thủ nữa rồi anh em ạ. Nghe vẻ là không bắt bài đối thủ nữa rồi. Mình chia tay rồi, phải không em ơi? Dù trong tim anh còn muốn nói lời yêu. Ta ra ta 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 ra ta ta. Bây giờ làm nào để nó không ăn được long hổ vàng nhỉ? Kyo, mẹ thằng này quyết giữ long hổ đến những giây phút cuối cùng à? Kiên định của bản thân thế nhỉ? Kiên định của bản thân quá đấy. Mặn cho bản thân mẹ mày một cơ hội để mặn cho bản thân mình cơ hội mẹ nới lỏng lòng mình ra một chút đi. Đừng kiên định như thế nữa. Vỗ nó à? Mẹ mày, tôi không vỗ nó thì tôi lại. Tôi không vỗ nó lại tôi lại cứ thấy tôi sai sai. Phải vỗ nó thôi. Mình chia tay rồi, phải không em ơi? Dù trong tim anh còn muốn lời yêu. Chính em lúc này mẹ đéo gì bất công thế nhờ. Mẹ làm một phát nhìn thằng ăn đéo của mình kìa. Không nói lên lời luôn anh em ạ. Bãi bìu thật. Kinh thật. Phát mẹ muốn hai game mẹ mình khóc như cho cún luôn anh em ạ. Sợ thật. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, sao? Uầy, mẹ mày cứ elite làm phát chết luôn đằng đằng robot đằng sau kìa. Liệu có cứu được không các bạn? Mẹ ăn đéo tí lên cơn rồ thì ai cứu được nha. Ăn đéo tí nó lên cơn rồ thì ai cứu đây? Đau quá, đau ở đây này. Đã bảo rồi. Ô chỉ hồi sinh mới cứu được. Không hồi sinh, không gì cả. Tại sao em ra đi vội vàng không em?
Tại sao tôi không muốn biết để làm gì? Để lòng tôi thấy buồn hơn, để lòng tôi thấy nhọc hơn. Để rồi tôi đây phải biết em đã ra đi từ rất lâu. Quá buồn anh em ạ. Cô đến cái đâu tiếp theo rồi. Momoko 15 của server 313. Single được lựa chọn. Init, mẹ chả nhẽ rồi em ơi. Hai lần cần init thua cả hai, lần thứ ba cầm init xem anh nhá. Ba lần kiên cầm elite xem nó thua anh em nhá. Mẹ nhẽ ba lần cầm init thua cả ba các bạn. Lại lòng ổ rồi. Hỏng rồi. Úi giời ơi, không có độc chiêu nào. Ba lần cần init thua cả ba. Ôi giời. Mẹ này không cứu được rồi. Này khả năng không cứu được rồi. Silent có Silent. Cứu được không anh em? Tình huống này liệu có cứu được không đây? Tình huống đỡ đòn tốt đến từ vị trí của cù lạ. Ồ, à ừ nhờ, unit nó giải ra nhờ. Nhiều được nhờ. Ồ, mẹ em cù lạ đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình rồi. Mang con nào vào? Mẹ sợ giật phát chết luôn. Đúng đời. Sao mẹ nổ độc chiêu của nó? Cái gì đang diễn ra vậy? Tôi đang làm gì vậy? Tôi là đang làm cái trò gì vậy hả anh em? What the hell hell? Tôi đang làm trò gì đây? Mình đang mẹ mình đi vào xe đổ gì vậy? Mình đang làm điều gì vậy? Mình đang suy nghĩ gì trong đầu? Và mình đang làm gì vậy? Đặt ra là câu hỏi nhưng mà lại không có đáp án. Giúp tôi trả lời những câu hỏi. Ngồi thi thành Miku luôn. Mày cả ngồi sinh Miku đã hết vẹo luôn các bạn. Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi, và nói cho anh những điều từ lâu em dâu anh có lỗi lầm. Mẹ lại còn nổi sinh. Và bầu trời đêm đầy trăng đầy sao chiếu sáng cho cuộc tình tôi và em. Tôi đã phải quit rồi. Và cả 3 lần cầm init thua cả 3. Và đây là game đấu số 4. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với game đấu số 4. Các cụ có câu quá tam ba bận, và ba bận của chúng ta đã đi qua. Và đối thủ của chúng ta đến từ Maxima. Sẽ lựa chọn đầu tiên sơ mì. Và cả chúng ta phải bật mốt chế độ lên rồi anh em ạ. Bật chế độ nghiêm túc lên rồi đấy. Phải bật chế độ nghiêm túc lên rồi. Không như nhàn bọn nó nữa nha. Sau 3 game đấu vừa rồi tôi tỉnh ngộ. Kiểu nhiều giác ngộ anh ạ. Lại là init này.
Sau 3 game đấu vừa rồi chúng ta đã giác ngộ thành công không? Con này hồn gấu hay hồn hổ vậy ta? Mẹ. Sau 3 lần vừa rồi liệu chúng ta đã giác ngộ được thành công hay chưa đây? May quá mà sơ mi không 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 gì nhở, không khóa mõm mà Leona thì init nó lại khóa được. Bật chế độ nghiêm túc rồi, đừng đùa với em Minzy ở chế độ nghiêm túc nhá, tuyên bố thẳng luôn cho nó vuông nhá, mẹ xin tuyên bố luôn, bật chế độ nghiêm túc nó sẽ khác, một em Minzy hoàn toàn khác cả một phiên bản cực kỳ nghiêm túc, không màu mè, không ngô mè, cực kỳ nghiêm túc rồi đấy. Quá tam bà bận, các cụ không phải ngẫu nhiên mà đúc rết à, rồi đúc 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 rút được cái câu nói rồi anh em ạ, đúng không? Giả hiệu ứng cho ai đến từ vị trí của bao đây? Robert luôn, đá luôn. Mẹ Robert này không đá tôi bé tí, cày lắm rồi. Gì trong phiên bản cực kỳ nghiêm túc. Rất nghiêm túc rồi đấy. Tôi không nói chơi. Tôi không nói chơi. Anh em nhìn thấy sự khác nhau giữa không? Quá khác luôn. MZ ở phiên bản nghiêm túc và phiên bản không nghiêm túc nó khác nhau quá nhiều. Và tôi tái khẳng định lại anh em một câu nữa, các cụ nói không bao giờ sai. Quá tàm bào bạn, chúng ta chỉ dừng nên dừng lại ở 3 game đấu mà thôi. Đến game đấu số tô 4 cái là phải cắt chuỗi ngay. Không để vết xe đổ đấy lặp lặp lại nữa. Và cùng đến với game đấu số 5 nào. Chào đón các bạn đến với game đấu số 5 trong một phiên bản nghiêm túc nữa của MZ. Và đây sẽ là ai? Yori tứ cảo server 538 sẽ là con mồi tiếp theo phải nằm xuống, chắc chắn là như vậy rồi. Em bên gì đã bật mốt chế độ nghiêm túc thì không phải lúc để chúng ta đùa giỡn được nữa rồi, cực kỳ nghiêm túc rồi đấy. Hãy nhìn vào khuôn mặt này, ánh mắt này, đôi tay này, thêm cộng thêm một trái tim gì nhỏ nóng bỏng à không, nếu mà nóng bỏng thì lại không nghiêm túc được, một trái tim băng giá, tất cả tạo nên một MNG ở đẳng cấp cao nhất đã từng làm mưa làm gió 30 năm trước. Và chúng ta sẽ tiếp tục ở game đấu số 5 phiên bản nghiêm túc này thì kinh lắm, phiên bản nghiêm túc này thì không đùa được đâu, tôi cảnh cáo bạn rồi. Vẫn đùa được à? Mẹ chém không chết thì mẹ hỏng rồi. Chém nó không chết thì xác định rồi. Hy vọng nó vừa kịp cấu ở nội tại của Tachi nha, nhưng còn Iodi dĩ kia sẽ hồi sự. Không cấu được vào nội tại, nó còn chưa cấu được vào nội tại các bạn.
bút này. Ôi mẹ, tự đánh anh em ạ. Mày vãi. Block. Block xa mà. Triệu hồi block vào người của cu lạ. Thôi bật nghiêm trước nghiêm túc. Bật chữ nghiêm túc rồi, đánh nghiêm túc đi. Đừng kiểu nhận nhơ thế đã. Đã bảo bật chỗ đỡ nghiêm túc rồi. Đừng kiểu vớ vẩn. Chế độ nghiêm túc rồi đánh cho nó nghiêm túc đàng hoàng nè. Mẹ đừng có nhìn nhàng. Đánh bỏ mẹ rồi nhả nhả. Nghiêm túc đi. Chế độ nghiêm túc rồi đấy ông tướng này. Ông tướng bật chế độ nghiêm túc rồi đấy. Đánh như nghiêm túc đấy nè. Nói gì đi. Nói gì đi, nói gì đi. Nào, tôi cần một lời nói. Anh em nhìn thấy chưa? Chế độ nghiêm túc thế nào? Khác bọt không? Đẳng cấp không? Quá là uy tín luôn. MBG có uy tín không? Quá uy tín là quá uy tín. Thôi nhá, hết nghiêm túc được rồi. Bắt đầu lại vào chế độ nhởn nhơ rồi anh em ạ. Nên là clip này chỉ dừng lại ở đây là hợp lý rồi nhá. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. Chưa, bây giờ đánh là kiểu dịu thua. Bây giờ tôi đã chuyển sang chế độ nhở nhơ rồi. Bye bye.